Hàng năm, cứ vào tiết xuân phân, khi bình minh ló dạng, cũng là lúc dòng người đổ về kim tự tháp mặt trời ở khu khảo cổ Teotihuacan mỗi lúc một đông để cầu nguyện và đón tiết xuân. Cho đến nay, nhiều người dân Mexico vẫn tin rằng vào ngày này, con người sẽ nhận được năng lượng của vũ trụ. Để chào đón tiết xuân phân, người dân hướng hai cánh tay về phía mặt trời để hứng lấy ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày. Người dân cho rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ qua đôi bàn tay để ngấm vào cơ thể của họ và họ sẽ được khỏe mạnh suốt một năm liền. Thật không thể tin rằng phong tục này đã tồn tại hàng ngàn năm cho tới nay. Đến đây và tìm hiểu một chút về lịch sử, về thế giới khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Nơi đây tràn ngập niềm vui. Chúng tôi đến đây để thu hút năng lượng. Là người Mexico, tôi cảm thấy biết ơn tổ tiên của mình, tự hào về những nét văn hóa truyền thống, về những địa danh lịch sử như kim tự tháp mặt trời, về tất cả các giá trị vật chất và tinh thần mà tổ tiên đã để lại cho chúng tôi. 2 lần một năm, Xuân Phân sẽ xuất hiện vào ngày 20 hoặc 21 tháng 3 và ngày 22 hoặc 23 tháng 9. Khi đó, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào đường xích đạo và độ dài ngày và đêm gần như là bằng nhau.